Rồi. Em cãi rồi. Dạ. Em cãi làm gì nữa? Dạ, em đang chơi với mấy bạn. Em chơi với mấy bạn, bạn màu gì? Dạ, bạn màu xanh lá cây à. Bạn cãi của em á. Tại chị chưa hái cho em. Thôi chị ngồi xuống chị nựng em cái đi. Chị thích chơi với em không? Chị biết em tên gì không? Tên bông cải, tên em cải. Dạ đúng rồi. Còn chị tên gì vậy? Chị tên Đỗ Quỳnh Gia Hăng. Chị mấy tuổi? Chị 3 tuổi. Chị biết em mấy tuổi không? Chị biết em 21 tuổi. Em 3 tuần tuổi. Em 3 tuần tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa phương Mỹ thì em rồi. Ok. Ủa chị nghe đi nâng coi đi. Ủa Út chụp cái gì vậy? Út quay phim bông bé cải nè. Bé cải xanh đẹp không? Đẹp. Quay phim nó là màu xanh đó.